Ngày 8 tháng 11 tới đây, nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, quyết định việc đảng nào chiếm đa số trong lượng viện Quốc hội Mỹ. Hiện tại, cả hai đảng là Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ đều đang ra sức tranh thủ sự ủng hộ của cử tri tại các bang có lá phiếu chi phối, đặc biệt là bang Pennsylvania, Sevilla, một trong những bang nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua đến Nhà Trắng vào năm 2024. Theo các cuộc thăm dò dư luận Mỹ trước thềm bầu cử, Đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng giành được Hạ Viện, trong khi cuộc cạnh tranh giành ghế Thượng Viện đang rất xít sao. Đảng Cộng Hòa cần giữ nguyên được số ghế hiện tại và giành thêm 6 ghế nữa để kiểm soát tại Hạ Viện. Đây là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra. Trung tâm nghiên cứu chính trị phi đảng phái Cúc Politico Report dự báo cơ hội chiến thắng của đảng cộng hòa tại thượng viện gia tăng vì cử tri quan tâm đến tình trạng nền kinh tế và lạm phát nhiều hơn là vấn đề quyền nạo phá thai của đảng dân chủ tuy nhiên vẫn có thể có một kịch bản là đảng dân chủ tiếp tục duy trì đa số mong manh tại thượng viện đảng dân chủ vẫn còn lợi thế vì nhiều ứng cử viên của đảng này không bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối như một số chính khách của đảng cộng hòa hơn 500 hiệp hội đã tổ chức cuộc tuần hành tại thủ đô Rome và thành phố Milan của Italia nhằm kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tiến hành đàm phán, tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Và những người tuần hành thì cũng hối thúc chính phủ nước này ngừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ước tính khoảng 100.000 người đã đổ về quảng trường Cộng hòa tại thủ đô Roma của Italia để tuần hành phản đối chiến tranh tại Ukraine. Thông điệp kêu gọi tuần hành nêu rõ, Italia, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc phải có trách nhiệm thúc đẩy cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn leo thang và đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Cần nhanh chóng tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, dành mọi nguồn lực và phương tiện ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Chính phủ của tân thủ tướng Giorgia Meloni đã khẳng định Italia hoàn toàn là một phần của phương Tây và các hệ thống liên minh là thành viên sáng lập của EU, khu vực đồng tiền Trung châu Âu và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thưa quý vị, hầm để xe thì vốn thường là những nơi mà có không gian kín, nóng bức và ngột ngạt. Tuy nhiên thì một người nông dân ở Australia đã biến một căn hầm để xe ở Sydney thành một nông trại với triển vọng về phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường. Anh Noah Virgin, một cựu đầu bếp, nay là một nông dân, đã sáng tạo ra Urban Greens, một mô hình canh tác đặc biệt với việc sử dụng ánh sáng từ đèn và thông gió bằng quạt tại bãi đỗ xe ngầm để trồng các loại rau thảo mộc. Đặc biệt hơn, ánh sáng được cung cấp bằng đèn LED sẽ giúp giảm tiêu thụ điện và sơ dừa cũng được sử dụng để làm giá thể cho cây trồng. Tôi biết rằng khi mọi người nghe câu chuyện có một trang trại dưới tầng hầm để xe ở Bangalore, trong các loại thực phẩm. Điều đó sẽ khiến mọi người bị ngạc nhiên. Và bạn biết đấy, tôi biết nó rất ấn tượng và tôi rất vui vì điều đó. Verin đặt ra mục tiêu mô hình Urban Green sẽ đạt trung hòa carbon vào năm 2026 thông qua các biện pháp về cải thiện tiêu thụ điện năng, sử dụng các giá thể thân thiện với môi trường cũng như tối ưu hóa công đoạn đóng gói và vận chuyển. Trong bối cảnh hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 diễn ra tại Ai Cập, mô hình của anh được cho là sáng kiến mang tính bền vững mà nhiều quốc gia có thể áp dụng nhằm đối phó với nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực trong tương lai.